Chào tất cả mọi người, tôi là... À thôi, cho tôi xin phép được giấu tên nhé. Sinh viên kinh tế, xinh gái, đáng yêu, hoạt bát và nhiệt tình. Có lẽ sẽ chẳng được như vậy nếu tôi không tham gia TNT. Các bạn thắc mắc TNT là gì à? Theo tôi về năm nhất nhé. Một ngày tình cờ tôi đã đến với đội. Nhưng mà đến là một cái duyên, còn ở lại thì là một cái nợ. Thực ra là nợ 15 bản chấp phạt nội quy. Ngày đầu tiên đi hoạt động, muộn 1 phút rồi bị đuổi về mà không hiểu tại sao. Anh nhóm trưởng bắt chấp phạt 3 lần nội quy mới hiểu. Sau đó là vô số lần vi phạm. May mà trong giới hạn nên không bị đuổi. Vi phạm quy tắc áo xanh, chấp phạt 10 lần nội quy. Vì nộp muộn, chấp phạt thêm 5 lần nữa. Nghĩ cũng nản. Nhưng mà trong thời gian nợ nội quy ấy, tôi cuối cùng đã trở thành một phần tử của TNT rồi. Từ khi ấy, tôi bắt đầu có nhiều những lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Lần đầu tiên tôi cùng hơn 100 người hô slogan. Lần đầu tiên tham gia tuyên truyền, cổ động và chăm sóc người hiến máu. Lần đầu tiên được ngồi nghêu ngao những khúc hát màu xanh giữa sân trường vào chiều chủ nhật. Lần đầu tiên được tiếp cận và dạy học cho học sinh khiếm thị. Có cả trăm cái lần đầu tiên nên khó mà có thể kể ra hết được. Và chính từ những hoạt động ấy, chúng tôi, những con người ở lứa tuổi khác nhau, quê quán khác nhau đã thực sự trở thành một gia đình lớn. Các anh chị luôn quan tâm, tỉ mỉ dẫn dắt chúng tôi cùng hoạt động, cùng học tập và cùng nhau cố gắng trở nên tiến bộ hơn. Sau những ngày tháng hoạt động cùng nhau, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân, tâm sự với nhau những điều sâu lắng nhất. Và cứ thế, chúng tôi từ thân đã trở nên rất thân. Có một điều làm tôi tự hào nhất khi tham gia đội sinh viên tình nguyện, đó chính là được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện. Chiếc áo thiêng liêng có lá cờ trên ngực, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự hăng hái và lòng nhân đạo. Và bên trong tấm áo ấy, có trái tim đỏ lửa, trái tim luôn mong muốn được cống hiến, được góp sức mình cho cộng đồng tốt đẹp hơn. Những hoạt động tình nguyện khiến tôi thấy vui vẻ và ấm áp trong lòng. Ở đó, tôi cảm thấy được sống, chứ không chỉ đơn giản là tồn tại. Và tôi hạnh phúc vì điều đó. Nếu thời gian có quay trở lại, thì tôi chắc chắn sẽ vẫn chọn đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là nơi lưu giữ tuổi trẻ và thời sinh viên của mình. Lần này, đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với sự ra quân tập huấn hội khiêm tốn, với vỏn vẹn hơn 100 thành viên, nhưng hứa hẹn sẽ có một sự chịu chơi không hề nhẹ. Trước những ngày xuất quân, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cổng trại, văn nghệ, kế hoạch hậu cần. Tất cả như tất bật, háo hức mà mọi người ai nấy vẫn luôn vui tươi không hề mệt mỏi để chuẩn bị cho một mùa tập huấn đầy kỷ niệm. Chúng tôi đã cùng nhau đi với một tinh thần đoàn kết. Một cây làm chẳng lên non, TNT hợp lại lên hòn núi cao. Lá cờ TNT luôn là lá cờ cao nhất, góc với nhất. TNT thách thức hội sinh viên.